Hello các bạn, hiện tại hôm nay mình lại đi xem hội chim khuyên vào hàng tuần của anh em. Đó là thứ 3 và thứ 6. Đây là ông anh của mình, hôm nay anh đi cùng mình tiếp nữa. Đấy, mấy hôm vừa rồi là không có clip là không thấy mặt anh, bởi vì là anh bận chăm vợ con đúng không ạ? Đấy, vâng, và đây nay là có một anh chăm khuyên nữa kia đây. Mình làm quen, và đây hai con của anh mang đến. Đấy thì mình đấy, chim của anh ấy đấy, và tí nữa là lại xong anh em mình lại ngồi đây đủ uống cà phê và được thảo luận về chim tiếp nữa. Mình đang chờ anh Thành nhà mình đến. Vâng, anh Thành mình thì là làm ở bệnh viện 24 đấy, anh em nhiều công việc ở đây đấy. Đây là anh đem khuyên đến. Hôm nay mình không đem khuyên bởi vì chim mộc, nên là mình cứ ra đây để thưởng thức tiếng vành khuyên líu thôi. Đấy, hiện tại thì tí nữa tầm giờ này là khoảng 9 giờ rồi, nhưng mà anh em chắc là bận công việc, chưa sắp xếp được công việc đến, nên là mình sẽ đợi anh em đến đây. Và đấy, trong lúc chờ đợi thì tí nữa mình sẽ vào đây uống tách cà phê đấy và thưởng thức chim hót. Thế vậy nên là bây giờ là dừng clip ở đây, tí nữa quay tiếp nhá cho các bạn xem nhá. Ok, các bạn ơi, đấy thấy chưa, đấy đã bắn rồi đấy, và đây thêm anh nữa đây đến đây, và anh có hẳn 3 con đấy, đi đã thấy líu luôn ở trong ba lô đây rồi đấy. Đấy nên là đây là chỗ hội vành khuyên của Xuân Mai của anh em mình ở Xuân Mai, khu vực Xuân Mai Chương Mỹ đấy. Đấy các bạn thấy chưa, đấy líu luôn đây, líu luôn ở trong lồng luôn đấy, điệu như điệu con, kêu luôn ở trong lòng luôn, đẹp luôn. Anh cho uống nước cam hả anh? Cam mùa này đang rẻ, có 7.000, 8.000 một cân thôi. Mua về cho chim khuyên ăn các bạn nhá, ăn hoặc uống nước. Đấy, cam sành toàn 4.000 cân đấy. Không, đấy là em thấy cam người chứ người ta bán thế. Cam nó phun thuốc sâu. Cam sành, gọi là cam bớ bẩn. Đây các bạn, đây xem chim của anh này. Con chim của anh thì ở trong quần, còn đây là chim khuyên của anh. Nói thế là con chim khuyên của anh. Con chim của anh thì chim của anh cứ đừng đi nuôi chim của anh đây, thưởng thức gì chưa rồi. Bạn thấy chưa? Đấy, chim rất là đẹp luôn. Con nào đưa đưa cho đưa đường non chưa? Đấy. Đưa đưa tay không, nhưng bảo hôm kia hôm bảo Dương phải đưa cho nó mạnh nó điêu. Chưa, chủ nó chủ con. Với Thuần nhá, chủ với Thuần nhá, em cầm vào sách ngay. Anh thấy không? Đấy. Bảo cho mạnh cầm có thì nó con đấy. Ông cầm tân rồi. Dạ. Con chim nhỏ nhỏ của anh. Ui, bọn này trên này bắn tí mù. Ui dồi ui dồi. Đây này anh ơi, xem bắn tí rồi đấy. Ui dồi ui dồi. Ghê thế. Đấy, đây này. À. Đấy, bọn này nó làm ghê chết rồi nhỉ. Mình nói với cả anh em luôn này, nếu như anh em mà chơi chim khuyên thì là phải rất là sạch sẽ lồng nhá. Đấy, phải chăm chỉ sạch sẽ lồng. Đây là nên là nuôi khuyên ấy, nhiều lúc là mình bắt được hay là mình bán cho anh em hoặc anh em gần thì mình cho hoặc là mình bán. Đấy, thế nhưng mà nói nhiều là mình chỉ nuôi khoảng độ 3 con thôi. Đấy, nên là nuôi cái chim là phải tháo các thứ ra quay. Đã. Nên là con đang đi quay cho Sơn đi. Thì là các bạn ạ. Thì là phải tháo lồng ra, xong là cho còn đoạn trường cấp 3 sao? Cho thay các cái đi rồi. Phân các thứ để điện bố ở bố ở nhà nó ở nó sạch sẽ. Nó mới líu. Đấy, anh em thấy là nhìn líu ăn không? Đấy. 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 Chim xem này líu luôn. Tít mù. Đấy. Thôi để dãi chim xong thì để gặp nó lại. Bắn chưa? Hay là treo thôi này? Đỗ rồi, đấy cái gian khuyên. Đấy, đây là dàn khuyên nhá. Bây giờ mà cái đội này đem về nhà mình thích nhỉ. Đấy. mất ngủ luôn, mất ngủ luôn. Đấy nên anh em nào là muốn chim các thứ. Ơi bây giờ tắt đi để tí nữa quay clip cho nó đông đông anh ạ, nhìn cho anh em cho nó thích.
An ơi, hiện tại thì là thêm anh này nữa. Đấy, anh có 3 con mang đến. Đấy, bây giờ các bạn nhìn thế này. Anh này là cao su. Đàn chim luôn. Đấy, bây giờ là nó mới hot, nó mới đông. Hôm nay là chỉ dạy chim thôi nha anh em nhá. Đấy, hiện tại thì chắc là do công việc của anh em bận nên là nhiều lúc là mình ngồi từ hơn 9 giờ sáng đến 9 giờ sáng đến đây rồi mà bây giờ là chỉ có vài anh ngày thôi, bởi vì là chắc là các anh kia cũng bận một số công việc nên là chưa đến và mình cũng sắp phải đi làm rồi. Đấy, nên là đấy, anh em xem này, đấy chim vừa mới đến mà nó đã đông đông này, là nó hot rất là vui tai các bạn ạ. Anh em nào mà không có chim đến đây mà ngắm này, đấy cũng sướng rồi. Đấy. Không có chị đi. Em nào đến cũng được chứ không phải anh em. Và đây là mình giới thiệu đây các anh, đây là toàn ở khu vực Xuân Mai, hội chim khuyên Xuân Mai các bạn. Đấy, anh em nào ở nơi khác đến mà muốn giao lưu anh em thì cứ rơi vào sáng thứ ba và thứ sáu là anh em đến đây, và chủ nhật là nếu mà thi có thi thì mở thi, còn không thi thì là anh em đi giai chim. Đây là toàn bộ các anh đây, anh Hiếu quay gần đây các anh ấy. Đấy, đây là anh em hội chim khuyên Xuân Mai nhé em nhé. Đấy, đây còn đây dàn đây. Đấy, đằng kia nó hơi sáng nên phải quay đằng này, quay vào cái chỗ nhà này. Con kia sao nó cũng dậy ăn nhỉ? Đó, em xem có cái clip đã có cái ông làm coi như là hai cái cặp ông bắn một phát dây từng dài ngoang ngoang từ này sang bên này, nhà này coi như là mỗi góc như này cứ thể chính quyền một loạt luôn. Thế nhưng mà chắc là nhà đấy thôi chứ không phải là hộ đâu anh. Đấy, nhà nuôi nó bán là bán nhiều thì nó có cao đấy. Đi tìm đi. Cắt nhặt thôi. Chả liu vậy đó. Chả liu rồi. Chú ý nó bắn đầm đơm hôm nay. Bắn tít. Còn thế này. Mua vào ngồi. Đấy anh em xem thích không? À, là bắn tít mù luôn đúng không? Đấy. Đấy, rộn ràng luôn nhỉ. Đấy, rộn ràng luôn. Đấy, hội thi chim đấy. Kiểu đi này tập luyện để đi hội thi chim. Đấy. Anh em đến chỗ quán cà phê đấy, và ngồi uống nước với nhau và chia sẻ những cái kinh nghiệm mà để nuôi chim khuyên, và hai nữa chia sẻ cái công việc của mình và kết nối anh em với nhau và giải stress với nhau. Đấy, lên là anh em gần quán bia ông già Xuân Mai nhá anh em. Đấy, gần quán bia. Quán bia. Đấy, ông nào thằng thích uống bia thì đến uống bia luôn. Ừ, đến uống bia tổ chức luôn ở đấy. Xem nếu thích nhá. Đấy. Chú có chốt thì cùng anh em không thì làm anh em làm của anh đại diện đi. Ừ. Thế thôi bây giờ thì mình cũng xin kết thúc clip ở đây nhá. Xin chào tất cả anh em hội chim trên đấy, bây giờ mình kết thúc clip ở đây bởi vì mình cũng phải về đi làm rồi. Thôi xin chào anh em.